Trong nhà, ai cũng đều có ít nhất một chiếc gương soi để làm duyên làm dáng, chỉnh chu lại trang phục, dáng vẻ của mình. Nhưng ít người biết rằng ở cõi địa ngục cũng có một chiếc gương khác đầy huyền bí. Tương truyền, nó được gọi là gương soi nghiệp, chuyên dùng để soi chiếu nội tâm của con người. Xưa nay, vô cùng chuẩn xác, ai cố tình làm việc xấu đều bị soi thấy, còn nếu chỉ là vô ý thì chiếc gương này sẽ không soi ra. Trời nắng chang chang như đổ lửa, một mình Chu Giới Như lóp ngóp dưới cánh đồng không một bóng người. Xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng cây để ông có thể trú chân. Ông nheo mắt, ngước nhìn mặt trời đang lên chín ngọ, khẽ lấy vạt khăn, lau vội những giọt mồ hôi rơi lã chã như tắm. Đúng giữa ngọ, 12 giờ trưa, ông cũng đã thấm mệt, bụng réo ào ào, chân tay bủng rủng rã rời như người bị tháo khớp. Ông men theo con đê đất đỏ quạch, bước thấp bước cao, định bụng về nhà ăn miếng cơm lót dạ. Nhưng đi mãi, vẫn chưa về đến nhà. Đột nhiên, ông thấy đầu mình quay như chong chóng, chẳng còn phân biệt được đông nam tây bắc. Trời đất chao đảo, quay cuồng trước mặt, rồi ông ngã xuống, ngất lịm giữa con đường vắng vẻ. Đến tờ mờ tối, ông mở mắt ra thì thấy mình vẫn nằm nguyên chỗ đó, xung quanh vẫn là đồng không mông quạnh bát ngát, gió thổi mát mẻ vi vu, vô cùng êm ái và dễ chịu. Nhìn tứ phía, chẳng thấy một con đường nào. Ông loay hoay, không biết phải đi đâu về đâu. Đột nhiên, ông nhìn thấy xa xa có mấy chục người đang tiến về phía trước, bèn bám theo sau. Những người này thật kỳ lạ, nam nữ, già trẻ lớn bé, giàu nghèo sang hèn đều có cả. Không hiểu là họ đang rủ nhau đi đâu mà ai nấy mặt buồn rười rượi, chẳng nói chẳng rằng. Mà họ đi thật nhẹ, cứ như lướt trên mặt đất. Ông phải chạy hụt cả hơi mới theo kịp. Đàn bà con gái thì xõa tóc, che gần kín khuôn mặt. Ông cố bắt chuyện chào hỏi với mấy người trong số họ, nhưng chẳng ai thèm trả lời, như không nghe thấy ông nói. Chu Giới Như rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ở lại không xong mà đi cũng chẳng đành. Trời ngày càng tối hơn, nếu ở lại đây thì lát nữa trời tối hẳn, ông phải biết xoay sở thế nào. Thế là ông đành lặng lẽ đi theo họ. Mọi người đi tới một nha môn, ông cũng nối gót theo vào. Ông choáng ngợp trước cung điện rộng mênh mông, hai bên trái phải đều là những dải hành lang quanh co chạy dài tích tắp. Lúc này trời đã tối hẳn, những chiếc đèn lồng đo đỏ đung đưa theo dãy hành lang. Chu Giới Như bỗng thấy ơn ớn lạnh, nơi này có vẻ âm khí nặng nề. Tiểu Lại, sai nha trong bộ trang phục cổ xưa cứ chạy đôn chạy đáo, dường như đang hối hả nghênh giá một vị đại quan nào đó vào an tọa trong đại điện. Ông đang nhớn nhác nhìn quanh thì đột nhiên thấy một cánh tay nắm chặt lấy vai mình. Ông giật mình thẳng thốt quay đầu lại nhìn, thì nghe người kia hỏi: sao ông lại tới đây? Phải mất vài giây, Chu Giới Như mới định thần lại được. Ông đưa mắt nhìn thì hóa ra là Trương Hằng Chiếu, một người bạn của ông. Nhưng thật lạ lùng, chẳng phải ông ấy đã mất được mấy năm rồi sao? Sao lại có duyên hội ngộ ở nơi này? Chẳng lẽ đây là... Ông giật bắn người, sợ hãi, tim như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, toàn thân run rẩy. Ông chợt nhớ lại bóng dáng giật giờ của đám người khi nãy, một luồng hơi lạnh toát chạy dọc khắp sống lưng. Bảo sao nơi này âm u tịch mịch, âm khí nặng nề, ngột ngạt đến vậy. Đèn lồng đỏ lập lòe, dập dờn như ma chơi. Lúc này ông mới biết đây là địa phủ. Suýt chút nữa thì ông ngất lịm. Trương Hằng Chiếu nhìn ông mỉm cười bảo: ông đừng sợ, hãy bình tĩnh lại nào. Trương Hằng Chiếu tiếp lời: thì thoảng cũng có một vài linh hồn của người sống đi lạc tới đây. Diêm Vương có gặp cũng không trách tội ông đâu, nhưng e rằng khó tránh khỏi sẽ bị truy hỏi vài câu. Chi bằng ông ngồi trong sảnh, đợi khi thoái đường tôi sẽ tiễn ông đi. Tôi cũng muốn hỏi thăm xem chuyện nhà cửa của tôi dạo này thế nào.
Chu Giới Như chưa ngồi ấm chỗ thì Diêm Vương đã thăng đường. Ông lén nhìn qua khe cửa thì thấy mấy chục người cùng đi với ông ban nãy đều lần lượt bị thẩm vấn, nhưng nghe không rõ họ nói gì. Chỉ thấy người thì chau mày ủ dột, người thì lại rưng rưng muốn khóc, người thì nước mắt lưng tròng. Nhưng cũng có người trông rất điềm nhiên, có người lại khẽ mỉm cười. Có lẽ lúc này công tội phân minh, ai nấy đều có những vui buồn đan xen lẫn lộn với nhau. Sau đây mỗi người lại tiếp tục một cuộc hành trình mới, sướng khổ khác nhau. Lại thấy một người đàn ông cao lớn, lông mày hất ngược lên trên, trông rất dữ tợn. Ông này có vẻ như đã từng làm quan lớn hay đại gia tại Dương Gian. Ông rất hiên ngang, một mực hùng hổ tranh biện với Diêm Vương, dường như không phục với tội danh mà Diêm Vương phán xét cho mình. Diêm Vương nhấc cánh tay lên khỏi mặt bàn, xua tay một cái. Từ bên trái cung điện đột nhiên xuất hiện một chiếc gương to đùng, dài hơn một trượng. Đó là một chiếc gương hình bầu dục, được bao quanh bởi một vần sáng. Nhìn vào trong, thấy cả vũ trụ bao la, thầm thẳm. Những vị tinh tú đang xoay chuyển giữa các hành tinh. Kỳ lạ là chiếc gương ấy không hề có giá đỡ mà vẫn cứ lơ lửng trên không. Diêm Vương nhìn thẳng vào người đàn ông nọ quát lớn: "Người có biết cô gái này không?" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Trong gương xuất hiện một A Hoàng còn khá trẻ, tay bị trói ngược ra sau, vẻ mặt khiếp sợ lộ rõ trên khuôn mặt non nớt của cô. Chiếc roi da liên tiếp quật vung vút vào da thịt, vào mặt, vào cổ, vào bất cứ chỗ nào trên người cô một cách lạnh lùng. Cô gái kêu lên đau đớn, chiếc roi quật rách quần áo cô, có thể thấy vài nơi trên cơ thể cô đã hằn đỏ và tím bầm như những vệt máu lớn. Ai nấy đều kinh sợ, không hiểu cô A Hoàng này đã làm điều gì sai trái mà bị ông chủ đánh đập tàn nhẫn tới mức như vậy. Lúc này, Diêm Vương mới lên tiếng: "Sao người lại đánh đập con cái người ta ra nông nỗi này?" Người đàn ông đáp: "Nó là A Hoàng nhà ta, nó đánh vỡ chiếc bình ngọc mà ta tốn mấy nghìn lạng bạc mới mua về được. Chịu tội như vậy là đáng lắm." Y vẫn vên mặt, không chịu khuất phục. Diêm Vương nói: "Được, nếu ngươi còn chưa phục thì hãy xem đây." Diêm Vương lại vung vạt áo lên, một tia chớp vụt lóe lên, trong chiếc gương hiện ra cảnh một cô gái xinh đẹp đang thổn thức trên giường vì bị làm nhục. Lúc này người đàn ông biết không thể chối cãi được những tội lỗi do mình gây ra, bèn cúi đầu nhận tội. Diêm Vương cho sai nha lôi người đàn ông ra ngoài. Những người có mặt ở đó ai nấy đều sợ xanh mặt. Không ngờ nhiều chuyện, cứ ngỡ rằng chỉ có mình biết quỷ thần không hay, mà nay lại hiện rõ ra mồn một như giữa thanh thiên bạch nhật. Một lúc sau thì thoái đường, Trương Hằng Chiếu tới hỏi tình hình con cháu trong nhà. Chu Giới Như nói sơ qua vài lời thì Trương Hằng Chiếu đã xua tay mà rằng: "Thôi, ông đừng nói nữa, chỉ khiến tâm thêm phiền, ý thêm loạn." Chu Giới Như hỏi: "Chiếc gương ban nãy có phải là gương soi nghiệp không?" Trương Hằng Chiếu nói: "Đúng vậy." Chu Giới Như lại hỏi: "Gương bình thường chỉ soi được hình ảnh đứng trước nó, cái gương này sao lại có thể soi được cả những sự việc đã làm trong đời như vậy?" Trương Hằng Chiếu nói: "Gương của con người chỉ soi được hình ảnh cơ thể bên ngoài, còn gương thần lại soi được những thứ ẩn sâu trong tâm họ. Khi người ta làm việc gì đó thiện hay ác, trong tâm mình đều minh bạch cả. Một khi đã minh bạch rồi thì trong tâm sẽ luôn nghĩ tới điều này, trong tâm luôn nghĩ tới chuyện này thì sẽ lưu lại hình ảnh về chuyện ấy. Cho nên chỉ cần soi một cái là toàn bộ hiện ra hết. Nếu vô tình phạm lỗi, bản thân họ cũng không hay biết thì không thể soi thấy. Bởi vì họ sẽ không để tâm tới chuyện ấy, nên cũng không có hình ảnh của chuyện đó lưu lại trong ký ức." Diêm Vương khi xử án tại địa phủ chỉ nhìn vào tâm của con người, xem việc đó là vô tình hay cố ý, rồi từ đó mới phân ra thiện ác. Ông phải minh bạch được điều này, nên ngay khi chưa thực sự làm một việc xấu ác nào đó
Mới chỉ nghĩ tới nó thôi thì âm gian đã ghi lại, không hề bỏ sót. Mai này, khi hồn lìa khỏi xác, Diêm Vương sẽ dựa vào nghiệp ác và nghiệp thiện họ đã làm tại dương gian mà phân xử xem linh hồn tiếp tục chịu tội hay được đi hưởng phúc. Giới Như lại hỏi gương thần, vì sao có thể soi được nhân tâm? Trương Hằng Chiếu đáp rằng, tâm là thứ vô hình, mắt người không nhìn thấy được, nó chỉ có thể hiển hiện nhờ vào một vật dụng nào đó. Khi con người chết đi, thân thể và linh hồn của con người sẽ tách nhau ra, thân thể sẽ thối rữa và biến mất, nhưng linh hồn thì vẫn tồn tại. Nó giống như ngọn đèn sáng lấp lánh, bên ngoài không có bóng đen che khuất, bên trong cũng trống rỗng trong suốt, cả trong và ngoài đều một màu trắng muốt lấp lánh. Cho nên chỉ cần có một vài gợn nhỏ, dẫu chỉ như một hạt bụi thì cũng đều hiện ra rất rõ ràng. Trương Hằng Chiếu vừa nói xong thì một đám sai nha lại rộn ràng đi tới. Ông vội vàng kéo Chu Giới Như nấp vào một góc, đợi đám người kia đi qua, hai người mới ló mặt ra. Trương Hằng Chiếu nói, ông hãy sớm trở về với thân xác của mình đi. Một lúc ở đây đã bằng mấy ngày trên dương gian rồi đó. Nếu không mau mau trở về, người nhà sẽ mang thi thể ông đi mai táng. Lúc ấy có muốn quay đầu về cũng không kịp. Chu Giới Như khẽ gật đầu, im lặng đi theo Trương Hằng Chiếu. Họ đi vào một hoa viên, rồi rẽ cửa sau ra ngoài, đi mãi, rẽ hết hành lang này, lại quành sang hành lang khác. Những chiếc đèn lồng đỏ vẫn đung đưa theo gió, lập lòe như bóng ma chơi. Cuối cùng, họ cũng đến một cái giếng cổ. Trương Hằng Chiếu lật nắp giếng lên, cầm tay Chu Giới Như, khóe mắt rưng rưng, không nói nên lời. Tôi chỉ có thể tiễn ông tới đây thôi, ông hãy bảo trọng. Ông có thể kể về những điều ông chứng kiến tại đây để khuyên rằng con người thế gian hãy đối xử tốt với người khác. Vì hại người, trước sau lại là hại chính mình. Đối xử tốt với người khác thì sau này nhắm mắt xuôi tay mới có chốn tốt mà dung thân. Chu Giới Như đột nhiên cảm thấy có một cơn lốc từ chiếc giếng nổi lên cuốn ông vào trong. Ông chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt của người bạn rớt xuống, vẻ bệnh rịnh không muốn rời xa. Cơ thể ông nhẹ như chiếc lông hồng, khi cao khi thấp, cuộn theo vòng xoáy sâu hùng hút của cơn lốc. Đột nhiên, ông nhìn thấy ánh sáng chói mắt, lấy tay che khuôn mặt thì đã thấy mình ngã đánh bịch một cái xuống mặt đất. Ông thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, vợ con, bạn bè, thân quyến vây quanh, ai nấy đều mừng mừng tủi tủi, cảm tạ thần Phật, thương xót đưa ông từ cõi chết trở về. Tại nhân gian, muốn đo lường tốt xấu chỉ có thể nhìn vào hành vi của con người, nhưng tại địa ngục, tiêu chuẩn đo lường thiện ác lại là xét xem họ vô tình hay cố ý, chính là nhìn vào nhân tâm. Nếu vô tình gây nghiệp ác, tổn hại tới người khác, tội nghiệp của họ cũng nhẹ nhàng hơn, có cơ hội được Diêm Vương lượng thứ. Nhưng nếu cố ý hành ác, giành giật lợi ích cho bản thân, giết người hại mệnh, thì sẽ nhận lại hậu quả gấp bội dưới âm tào. Con người nhìn vào hành vi bề mặt, còn thần Phật lại chỉ xét đến nhân tâm. Đó là lý do vì sao nhiều người luôn thắc mắc. Tôi bái Phật thành kính, dâng hương lễ chùa, cúng dường tam bảo đầy đủ thành tâm. Nhưng sau lúc nào tôi cũng gặp trắc trở, cũng chẳng thấy được thần Phật phù hộ giúp gì. Thần Phật không cần mâm cao cổ đầy, cúng lễ ra sao. Thần Phật nhìn vào nhân tâm hướng thiện, cần người ta hành thiện tích đức, lấy thiện đãi người, một lòng ngưỡng vọng với thần linh. Hòa thượng tu luyện trong chùa và người tu giữa xã hội đời thường là khác nhau về hình thức bên ngoài, nhưng thần Phật cũng chỉ nhìn tới nhân tâm của họ mà thôi. Đó là tiêu chuẩn lớn nhất để đo lường sự thành kính với thần linh, sự kiên định, chân chính với con đường tu đạo. Một người nghèo lạ. Chàng nghèo thật hết chỗ nói, cả sự nghiệp của chàng chỉ có một bà mẹ già mà thôi. Lâu lắm, người ta mới biếu cho chàng một cái búa để đền ơn cứu sống một em bé chết đuối. Được búa, chàng đưa mẹ vào núi, tìm một hang đá. Chàng lót rơm êm
và có gió mát để mẹ ăn ở. Như thế chàng an tâm lắm. Ngày ngày đi kiếm củi rồi về chợ đổi gạo. Mặc dù ít tiền, chàng vẫn mua được thịt để mẹ xơi. Tu lại, tên chàng chẳng những lan rộng với chữ hiếu mà người ta còn gọi chàng là tráng sĩ, vì chàng thường giúp đỡ nhân dân trong vùng ấy. Bất luận gặp một tai nạn gì, chàng thường giúp đỡ họ tận lực. Vì chàng ở núi nên người ta đặt chàng những món tiền lớn để bắt các thú rừng hiền lành như nai, khỉ, chồn, thỏ, vân vân. Tu lại từ chối, vì chàng là một Phật tử chân chánh, không bao giờ giết một sinh vật nào dù nhỏ. Chẳng những chàng không bắt chúng mà còn yêu mến chúng nữa, nên lâu ngày chúng quen và thường gần đến chỗ hai mẹ con chàng ở. Cái hàng ấy bao giờ thành vui, hoa lạ nở hai bên, những tổ chim làm gần gũi ở đó. Có những đêm trăng sáng, mẹ con chàng ngồi kết mấy thứ cỏ khô thành áo để mặc mùa đông. Nhưng đã 6 ngày nay, trời mưa luôn không ngớt, gạo trong hang đã hầu cạn. Chàng lo ngại, nếu mưa cứ kéo dài. Hôm nay trời bừng sáng, Tu lại sung sướng quá, chàng chào mẹ rồi vác búa ra đi. Đến chỗ thường đốn củi, thì xa xa có bóng 3 thiếu nữ. Thấy có người, 3 bóng kia bỏ đi nơi khác. Chàng để bầu nước xuống và sửa soạn vào việc. Thì, ồ, thật, một chiếc kim thoa óng ánh nằm ngã nghiêng bên tảng đá. Không còn nghi ngờ gì nữa, chàng vội nhặt lấy rồi chạy theo 3 thiếu nữ kia trả lại cho họ. Người ta nhìn chàng với cặp mắt cảm trọng. Nhưng người tráng sĩ không trả ân bằng tiền gạo được, vì người ta biết tiếng chàng nhiều lắm. Từ độ ấy về sau, nơi hang mẹ chàng, thỉnh thoảng có người đem biếu gạo trắng thịt ngon trong lúc chàng đi làm củi vắng. Cứ thế, rồi một ngày kia. Một sáng mai, khi chàng còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, thì có một nàng tiên đến ngồi bên chàng. Nàng tiên ấy trên trời xa xuống lâu hay mau không biết, hồi nào không hay, nhưng nàng là tiên thật, vì nàng đẹp lắm. Một tấm voan màu nước biển phủ nhẹ toàn thân, trên mái tóc xanh là một tràng hoa tươi. Chàng phải gượng với bộ áo sơ sài của mình. Tu lại ngồi phắt dậy. Nàng là ai? Sao lại đến đây? Thiếp là sương phụ đánh rơi chiếc kim thoa hôm nọ, được tráng sĩ cho lại. Về nhà thiếp suy nghĩ. Ở đời giàu sang không phải chơn hạnh phúc, được gần bậc hiền nhân mới chắc chắn sống một lối sống của con người biết sống. Thiếp nay giàu có, của cải dư dật, cha mẹ không, chồng chết, chỉ có 2 con thơ. Nay thiếp đến đây nguyện theo chàng, mong chàng đừng phụ. Thiếp xin thay chàng hầu hạ mẹ già và giúp chàng học hành để thành danh đức, hầu sau làm lợi ích cho đời. Nếu chàng cố chấp không nghe, thiếp rất tiếc tài ba đức độ của chàng vùi sâu trong hang thẳm. Tiếng nàng trong và êm quá, trong như tiếng suối chảy, êm như tiếng chim kêu. Nàng nói với một vẻ thiết tha thành thật. Câu chuyện mới cắt cớ làm sao, mỗi lời nói của nàng như rót vào tai tráng sĩ. Tu lại mơ màng như người trong mộng, chàng suy nghĩ. Không biết ta chiêm bao hay thật, mà nàng là người thật hay ma. Bỗng chàng nghiêm nét mặt và bảo. Tôi xem nàng là người đoan chính, là giàu sang, là do phước báo của đời trước đã gây tốt nhiều. Còn tôi chỉ là một kẻ nghèo khổ, làm sao xứng đáng với nàng. Và theo tôi, một người sương phụ thì cần phải thờ chồng, nuôi con, dạy vẽ cho con nên người. Xứng với ý nghĩa con người mới phải. Thiết thật hơn, tôi nay còn mẹ già, nếu tôi lập gia đình, tình yêu mẹ sẽ sang sớt. Nàng còn có con thơ, nếu nàng lập gia đình, tình yêu con sẽ không còn nguyên vẹn. Mẹ tôi cần có tôi mới vui, con nàng cần có nàng mới sống. Vì vậy tôi khuyên nàng trở về nuôi con và dứt bỏ câu chuyện này. Còn nàng sợ đức độ tài ba của tôi sẽ mai một. Nếu tôi quả có đức độ như nàng tặng, thì trong rừng sâu các loài cầm thú cũng cần có đức độ để che chở cho chúng. Như thế, có đức độ thì ở đâu mà lại không dùng được,
Nàng tiên ấy bay đi, trời đương sáng bỗng tối hẳn, người tráng sĩ cũng thấy nao nao trong lòng. Nhưng rồi chàng lại vui lên nhiều vì chàng đã chiến thắng. Song không hiểu vì sao những chuyện kỳ lạ lại hay đến với người nghèo lạ ấy. Một hôm, có một người lạ mặt hốt hoảng chạy đến, lôi ra một thỏi vàng thắm, rồi thưa với tu lại. Thưa tráng sĩ, tôi xin biếu chút quà mọn này, nhờ tráng sĩ giúp cho tôi một lời nói. Ngày mai đây, nếu có ai hỏi, có một đoàn người đi qua đây không, thì tráng sĩ nói cho họ biết một tiếng là có. Ở đây chỉ có tráng sĩ và tôi, ngoài ra không còn ai hay chuyện này cả. Vả lại, tráng sĩ chỉ nói cho một tiếng cũng không sao. Nói xong, người bỏ vàng lại đó rồi chạy mất. Tu lại chưa kịp suy nghĩ gì cả, nhưng chàng vội lượm vàng rồi chạy theo thật nhanh mất kịp. Tu lại kéo tay người kia. Không không, vàng ông hãy cầm lấy, tôi không thể theo lời của ông được. Tôi là một người Phật tử, không bao giờ làm việc ám muội. Một lời nói của người quân tử trọng hơn nghìn vàng, nhưng một lời nói còn trọng hơn cả thân mạng. Nếu ông đem nghìn vàng hay dùng uy thế để hại mạng tôi, bảo tôi nói dối, thà chết chứ không bao giờ phạm giới cấm của Phật. Nói xong, Tu lại bỏ vàng rồi chạy thẳng. Tiếng tốt của người tráng sĩ bay xa như ngọn gió mát, vô tình thổi từ rừng sâu vào đến thăm cung. A Dục Vương là người hiếu kỳ, muốn thử chàng, nên những chuyện bỏ rơi và người con gái đến tận hang chàng chính là cung nhân của vua A Dục Vương. Sau mấy lần thử thách, nhà vua biết Tu lại là bậc hiền nhân nên đem lòng đố kỵ, sai người đến hại chàng. Tôi vâng lệnh nhà vua đến giết tráng sĩ. Người đao phủ cầm gươm sáng bảo thế. Ồ, thế thì tốt quá, tôi rất cảm ơn ngài đã vì tôi mà hủy giùm cái thân ô uế đầy tội lỗi này. Song tôi còn chúc mẹ già nhờ ngài chiếu cố cho. Tên đao phủ ngạc nhiên trước thái độ thản nhiên của Tu lại. Ông là vô tội, nhà vua vì lòng đố kỵ sai tôi đến hại ông, vậy ông không giận nhà vua sao? Không, tôi không giận mà còn thương hại nhà vua, đã gây nhiều nghiệp ác. Trước khi chết, tôi xin cầu Đức Phật cho nhà vua phát bồ đề tâm, hồi hướng thiện niệm. Tên đao phủ mím môi, đỏ mặt, đưa gươm lên cao, giáng xuống đầu chàng. Nhưng lưỡi gươm kia xuống từ từ rồi chui thẳng vào vỏ kiếm. Sáng hôm sau, vua A Dục lên tận hang chàng ở. Đến nơi, chàng đi làm củi sớm, vua chờ trọn ngày mới gặp. Vua A Dục từ tốn bảo. Trẫm làm vua, trong nước có hiền tài mà trẫm biết chậm, thật là đáng tiếc. Ngày nay, nước nhà loạn lạc, trẫm mong tráng sĩ về triều cùng trẫm chăm lo việc nước. Được vậy, thật là hạnh phúc cho nhân dân. Chàng từ chối 5-7 dạo, vua nài nỉ đôi ba phen, cuối cùng chàng hẹn trong 7 ngày sẽ trả lời. Trong 7 ngày, 3 lần vua đến thăm, 3 lần vua cho người lên thăm hỏi. Tu lại hỏi ý kiến mẹ. Mẹ chàng bảo. Hiện nay mẹ trong nước, nhà vua thì lãng mạn, hoang dung, hà khắc dân tình, nhân dân oán thán, đến nỗi họ đặt tên nhà vua là Chiên Đà La A Dục. Triều đình nịnh thần ô lại, ngoài nhà vua hung tàn, còn ngỗ nghịch, vợ bất chánh, chồng bất lương, đạo đức hầu như mất hẳn, tất cả tâm niệm xấu xa độc ác kết hợp lại. Do đó, giặc cướp nổi lung tung. Còn nài chấp kinh cũng phải tụng quyền. Vậy nhân cơ hội này, con có dịp đem giáo lý của Đức Phật để cảm hóa quần sanh, hầu mong cứu vãn nhân tâm, đưa lại sự an ninh cho nhân loại. Vâng lời mẹ, Tu lại về triều. Vua A Dục lấy hai chữ quốc bửu tặng chàng làm tên. Trước hết, quốc bửu đem ba pháp quy y, năm điều cấm giới cảm hóa vua. Vua A Dục từ khi biết quy đầu về Phật, không bao lâu trở thành một vị minh quân. Ông đổi hẳn chính sách, lấy đức độ trị dân, không dùng oai thế tàn bạo như trước nữa. Vì thế mà nhân dân trong nước trở lại cảm phục vua, từ đó đặt tên vua là Thích Ca A Dục. Ông vua hay làm điều nhân từ. Trong nước,
nhà vua trọng những người hiền hiếu, trừng trị kẻ hoang dâm, cấm hẳn sự xa hoa, cờ bạc, săn bắn, triệt đẩy, không rượu chè đàn điếm. Người già cả bệnh hoạn được săn sóc chu đáo, nhà nhà đều thờ Phật, trọng tăng tu pháp thập thiện. Nếu ai phạm một trong năm điều răn phải bị trục xuất ra khỏi nước. Nhờ vậy không bao lâu trong nước trở lại thái bình an lạc. Thuật giả Thể Quán. Thập thiện, 10 điều lành: thân không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, miệng không nói dối, không nói điều thiêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói độc ác, ý không tham lam, không giận dữ và không si mê. Thắng lợi chân chánh là ở Phật giáo, chứ không phải vũ khí, ai dục. Hòa tùng khẩu xuất. Thuở xưa, ở trong một cái hồ kia, có một con rùa và hai con cò trắng thường lui tới làm bạn với nhau. Năm ấy trời đại hạn, suốt một năm trời ròng rã như không có cơn mưa nào cả. Nước ở trong hồ cứ cạn dần vì thiêu đốt gay gắt của mặt trời. Cỏ lát trong hồ cũng vàng úa tàn tạ, có thể nước nóng như một chảo nước sôi. Vì thế loài thủy tộc chết lần chết mòn. Ở trong tình trạng đó, chàng rùa ta ngồi đứng không yên và trong đầu óc luôn luôn suy nghĩ một phương kế thoát thân khỏi cái địa ngục nóng này. Thì mai thay, trong lúc ấy có hai vợ chồng cò đến chơi. Thấy bộ dạng thiểu não của chàng rùa, hai vợ chồng cò ân cần hỏi thăm. Chắc có chuyện gì buồn chăng mà trong bác có dáng lo nghĩ thế? Rùa rầu rầu đáp. Hai bác ơi, tôi đang gặp phải đại hoạn, phen này chắc chết mà không còn trông gặp mặt hai bác nữa. Chàng cò chặn lời. Chúng ta là bạn bè thân thiết với nhau, sung sướng cùng chia thì hoạn nạn cùng chịu. Vậy bác hãy cho chúng tôi biết nguyên nhân nào làm cho bác phiền muộn, họa mai chúng tôi có thể tìm phương giải quyết và giúp đỡ bác chăng? Chứ chưa chi mà bác đã than vang thất vọng như thế. Rùa trả lời với một giọng lâm ly thống thiết. Không biết hai bác này làm ăn thế nào, chứ tôi hai hôm nay chưa có lót dạ nửa con tép, chứ đừng nói tôm cá. Vì chúng đã hết rồi, mà nước thì cạn dần thế này, thì trước sau thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của lũ chằn trâu. Cách đây 5 năm, tôi đã bị chúng bắt một lần. Cũng may, nhờ một bà già mua và đem đến chùa phóng sanh, nên mới sống sót đến ngày hôm nay. Vì thế, mỗi lần nghĩ đến tai nạn chết chóc, tôi bắt rùng mình. Trong lúc chàng cò đang ra dáng suy nghĩ, thì chị cò thương hại hỏi. Sao bác không đi ở nơi khác một phen xem thế nào? Bác thử nghĩ, xưa nay tôi có từng đi đâu, đường xá thì xa xôi nguy hiểm, mà sự đi lại của tôi quá chậm chạp, cho nên tôi nghĩ thà chết nơi chôn nhau cắt rúng còn hơn. Bỗng chàng cò ngóng cổ nói lớn lên với một niềm hy vọng. Thôi, bác khỏi lo, cách đây 10 dặm có một hồ sen không khi nào cạn, mặc dù là lúc trời hạn hán. Chúng tôi sẽ đem bác đến đấy, trước là giải quyết sinh kế, mà sau nữa được gần gũi nhau trong lúc tối lửa tắt đèn. Nhưng chàng rùa vẫn lo ngại, nói vẻ thất vọng. Trời ơi, 10 dặm, một dặm mà tôi đã đi đến trưa, huống nữa là 10 dặm. Thôi, tôi đành chịu chết vậy. Điều ấy bác cũng không nên lo, chàng cò tin tưởng nói. Chúng tôi đã có phương pháp, nhưng có điều hơi khó là bác cần phải bình tĩnh và can đảm. Bác thử nói xem. Chàng rùa vội vàng hỏi. Khó thế nào tôi cũng cố gắng. Chàng cò giải thích với một điệu bộ quan trọng. Phương pháp như thế này. Hai vợ chồng tôi tha một cái cây, mỗi người một đầu, còn bác thì ngậm ngay chặn giữa. Chúng tôi sẽ tha bác đến cái hồ kia. Nhưng có một điều tối quan trọng và nguy hiểm bác nên nhớ. Trong lúc chúng tôi bay, bác phải ngậm chặt vào cây và không được nói năng hay hỏi han gì cả, mặc dù gặp phải trường hợp thế nào đi nữa. Chỉ trong vòng nửa giờ là chúng ta đến nơi. Bác nhớ nhé. Tôi dặn lại, dẫu gặp trường hợp nào, bác cũng phải ngậm miệng, không được nói năng.
Chàng rùa ra dáng hiểu biết. Thôi tôi nhớ rồi, hai bác xem tôi chẳng bằng con nít, dặn đi dặn lại mãi. Sau khi sửa soạn xong, chàng cò lại thiết tha căn dặn lần cuối cùng. Đó, bác bây giờ muốn ho hen hay nói gì thì cứ nói đi, chứ chốc nữa mà mở miệng thì nguy hiểm lắm đấy. Xong câu đấy, cả ba làm theo ý định, bốn cánh vỗ mạnh. Hai cặp chân cò duỗi thẳng, chàng rùa hỏng mặt đất rồi từ từ lên cao. Chẳng khác nào chiếc máy bay hai động cơ. Bay được một lát, mặc dù lần đầu tiên thấy những cảnh kỳ lạ hiện ra trước mắt. Đây là cánh đồng xanh rì rợn sóng như tấm nhung xanh. Kia, con sông trắng phao nằm quằn quèo như con bạch xà lượn khúc. Và cây cối, nhà cửa, vân vân. Bao nhiêu là cảnh đẹp mắt. Đã bao lần chàng rùa định mở miệng để hỏi cho thỏa thích tò mò. Nhưng may thay, mỗi lần định hỏi, chàng lại sực nhớ đến lời dặn quan trọng của anh chàng cò trắng. Nếu sự đời yên ổn thì nói làm chi? Rủi thay, trên đường hành trình của chàng rùa, không qua khỏi cặp mắt tinh quái của lũ trẻ. Một đứa la lớn. Anh em ơi, ra đây coi nè, hai con cò tha một con rùa, á ha, vui quá. Bọn trẻ đồng la ầm lên, một thằng lớn nhất trong bọn hét lớn. À ha, thật giống hai thằng mỏng dắt một anh thầy bói. À ha, thầy bói, thầy bói. Không dặn được tức giận, chàng rùa định bụng trả lời. Mặc kệ chúng tao, mắc mớ gì chúng mày, đồ nhảy con. Nhưng tội nghiệp thay, vừa mới mở miệng, rùa ta đã rơi xuống và tan thân vì đụng nhầm một tảng đá. Đức Phật dạy, ở đời đã biết bao nhiêu người vì không giữ cái miệng, nói không đúng thời mà phải mang họa như trường hợp con rùa trên đây. Này các đệ tử, họa từ miệng phát sanh, vậy các con hãy giữ gìn cái miệng. Thuật giả Hoàng Minh. Người mẹ. Nắng hồng bắt đầu tươi thắm trên muôn ngàn cây cỏ, những tiếng chim ríu ríu hòa lên khúc nhạc tưng bừng. Đằng xa, một dáng điệu ai nghiêm bệ vệ trong chiếc y vàng hào quang chói lọi, khoan thai, lần bước với chiếc gậy trúc tẩm màu sương nắng. Đây chính Đức Phật. Như thường lệ, mỗi lần nắng lên, Ngài đi khất thực, Ngài chỉ sống bằng những hạt cơm cúng dường của những tâm hồn mộ đạo. Nhân đó để giáo hóa mọi người quay về đường thiện. Đức Phật đến nhà ông Đế Đô, một nhà có tiếng giàu sang nhất, nhưng cũng không kém phần ích kỷ. Chủ đi vắng, con chó nằm trước cửa, đôi mắt đỏ ngầu cao lại như phóng ra những tia lửa hung ác. Nanh nhe khỏi mồm như sẵn sàng một thứ khí giới trắng nhọn vô cùng ghê tởm. Nó gừ một hơi rồi nhảy chồm đến ngài, theo một tiếng gầu dữ dội. Không chút sợ hãi hay hoảng hốt, ngài thản nhiên ôn tồn nói, người hãy im. Chó ta chỉ đưa mình lui để lấy thế, rồi nhanh như chớp chồm lên cao. Lanh tay nhưng rất dịu dàng, ngài đỡ lấy hai chân trước, âu yếm thốt ra những lời đầy thương hại. Người hãy bớt nóng, ta hiểu. Ngươi chính là mẹ của chủ nhà này. Kiếp trước, ngươi rất hung ác, tham lam. Lâu đài Nguyên Nga đây, tất cả châu báu đây, chính ngươi đã xây dựng trên bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mọi người. Ngươi đã không chút thương tâm, thẳng tay đục khoét tận tủy tận xương từ những người giàu cho đến kẻ bần cùng. Mãi đến giờ phút, trước khi tắt thở, ngươi vẫn còn tâm niệm độc ác và tiếc nuối những của cải. Nên ngươi bị đọa, đầu thai vào kiếp chó và trở lại đây bo bo giữ lấy tài sản ấy. Thế mà ngươi không lo tu tỉnh, còn mãi tham lam tàn ác. Oai đức của Phật đã nhiếp phục được tâm hồn đen tối. Chó im lặng, buồn bã gục đầu xuống đất. Đức Phật nhẹ nhàng lùi bước. Đôi mắt chó tắt hẳn những tia lửa hung tàn, động lại trên đôi mi những ngấn lệ đau thương, chán nản, nhìn theo ngài cho đến khi khuất dạng sau màn cây. Từ đó chó bỏ ăn uống và không còn muốn nhếch bước đi đâu. Cử chỉ ấy
làm cho Đế Đô phải ngạc nhiên và lo sợ. Trước kia, chó rất mạnh mẽ, giữ nhà rất cẩn thận. Mỗi lần người lạ mặc vào không khỏi hết hồn với nó. Thế mà nay, nó chỉ nằm trong xó, không một hơi sủa. Đế Đô tìm cách tra hỏi đứa ở của ông. Nó kể chuyện Đức Phật đến khất thực. Không hiểu, Ngài đã làm gì chó nhà ta, mà từ đó nó buồn và đau đớn như vậy. Ông đỏ bừng mặt lên, vô cùng căm tức, la hét vang nhà như một kẻ điên dại, rồi chạy đi tìm ngay Đức Phật để nhức mắng và đòi thường. Trước cử chỉ hung hăng tàn bạo của ông ta, Đức Phật vẫn vui vẻ điềm đạm bảo: Ta sẽ nói cho người hay, nhưng người phải dịu lòng đi đã. Nhờ công năng tu tập, ta đã chứng được túc mạng minh, thấy rõ kiếp trước của mọi người, nên ta biết chó kia chính là mẹ ngươi kiếp trước, vì quá tham lam tàn bạo nên nay phải hóa thân vào kiếp chó để trở lại giữ của cải cho nhà ngươi. Đế Đô cướp lời: Những lời của ông nói đều là huyễn hoặc vu khống, tôi không thể tin được. Sự thật chính là thế, vì thương mẹ con ngươi nên ta mới nói cho ngươi rõ. Ngươi không tin, về đào lên phía dưới giường nơi chó thường nằm sẽ thấy một lọ vàng. Lòng tham lam của Đế Đô đã dằn được cơn giận, vội vàng hỏi: Thật không ông? Sao ông biết? Lọ vàng ấy trước kia mẹ ngươi chôn, nhưng vì khi lâm chung không kịp trói lại, nay mẹ kia chính là chó ấy thường nằm trên đó để giữ cho ngươi. Ngươi làm theo lời ta sẽ hiểu ta nói đúng hay sai. Từ nét mặt sung sướng, ông ta trở thành đau đớn vì đã có một nguồn tin bé nhỏ len qua con người sân hận tham lam thấm vào trái tim hồng. Quả nhiên bới lên một lọ lớn đầy cả vàng với vàng, nhưng vàng không còn gợi được lòng tham của Đế Đô. Nguồn tin đã hòa mạnh trong tim hồng làm tiêu tan tất cả những tham luyến hung tàn. Ông ôm lấy chó khóc nức nở, vô cùng ăn năn. Đoạn đến quỳ bên Đức Phật, đôi mắt đầm đìa dịch cảm, rung lên những lời cầu khẩn thiết tha: Xin sám hối tội lỗi và nhờ Phật chỉ phương cứu mẹ thoát khỏi những cảnh giới khổ đau. Đức Phật liền bảo: Nay ngươi đã biết ăn năn, thế là ngươi đã có thể trở lại con đường lành. Ngươi là một người con có hiếu, nhưng nghiệp chướng của mẹ ngươi quá nặng. Ngươi hãy phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới và đem hết lòng thành kính sám hối cho mẹ ngươi, đem tiền của bố thí cho mọi người và cúng dường tăng chúng. Nhờ công đức ấy mới mong cứu khổ cho mẹ ngươi được. Khổ hay sướng là do mình tự gây lấy. Ta chỉ là người giác ngộ, chỉ lại cho chúng sanh con đường giải thoát. Đế Đô vâng lời Phật dạy, ngoài sự chí thành cầu nguyện, còn đem gia sản bố thí cúng dường. Không lâu, một hôm, chó duỗi mình khoe khoắng tấm thảm rồi buông ra một hơi thở dài. Không còn là hơi thở đầy luyến tiếc, tham lam, muốn bám víu lấy sự sống, mà lại là một hơi thở đầy sung sướng và thỏa mãn. Chó đã chết. Nhưng chó ấy, mẹ của Đế Đô sẽ về đâu? Kiếp sau như thế nào? Tối hôm sau, trong giấc mộng, Đế Đô thấy trên nền trời xanh cuộn lên những vòm mây trắng, uốn giòn đến trước mặt người. Từ trong đó, hiện ra một dáng người đàn bà hiền diệu, ân cần, vỗ nhẹ lên vai Đế Đô và nói: Từ lâu, vì lầm lỗi, mẹ đã tham lam độc ác quá nhiều nên bị đọa vào những cảnh giới khổ sở, đau đớn vô cùng. Chó ta hôm trước chính là mẹ để con. Con ơi, con nghĩ đến đời sống con chó, con sẽ hình dung được nỗi khổ của mẹ hồi ấy. Nay nhờ Đức Phật cứu độ và lòng hiếu thảo của con, mẹ đã thoát khỏi kiếp đau thương, được vãng sanh vào thế giới đầy sung sướng an vui. Thật cái luật nhân quả không ai tránh khỏi, gieo nhân gì gặt quả ấy, tham lam tàn ác bị lầm than, tu nhân tích đức sẽ được an vui tự tại. Từ đây con hãy vâng lời Phật dạy, gắng công tu học. Thôi mẹ từ biệt con. Thuật giả Đức Thương.
Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của một anh chàng, bèn hỏi: "Chàng trai, sao trông cậu buồn thế? Có việc gì không vui à?" "Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo," chàng trai buồn bã nói. "Nghèo ư? Cháu là một người giàu có đấy chứ. Giả sử ta chặt của cháu một bàn tay, ta trả cho cháu 30 đồng vàng, cháu đồng ý không?" "Không bao giờ, chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo." "Giả sử ta chặt một ngón tay của cháu, ta trả cho cháu 3 đồng vàng, cháu có đồng ý không?" "Không ạ." "Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng vàng, cháu thấy thế nào?" "Cũng không được." "Vậy ta trả cháu 3.000 đồng vàng để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả lú lẫn, được không?" "Đương nhiên là không." "Cháu muốn giàu, vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?" Cháu cảm ơn ông. Cháu đã hiểu cháu cũng là một người giàu có." Trong cuộc sống, rất nhiều người thường than thân trách phận mà không hiểu thực ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Bạn hãy xem, nếu sáng nay tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai. Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì bạn đã may mắn hơn hàng trăm triệu người trên trái đất. Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu thì bạn đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người nghèo đói, vô gia cư trên thế giới. Nếu bố mẹ bạn vẫn còn sống và vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới. Nếu khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc, bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà cũng không được. Nếu bạn được ôm người thân vào lòng, hay được dựa vào bờ vai của họ để nói lên tâm sự của mình, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không bao giờ nhận được tình yêu từ người khác. Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì bạn hạnh phúc hơn vài tỷ người không thể đọc được trên trái đất này. Sau khi đọc xong những dòng chữ này, bạn có thể nhìn lại mình qua gương và mỉm cười. Hóa ra mình cũng là một người giàu có. Câu chuyện giá trị của thời gian. Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắc bóp, chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để giành được cả một gia tài lớn. Không ngờ một ngày, thần chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này, anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ: "Tôi chia 1/3 tài sản của tôi cho ngài, chỉ cần ngài cho tôi sống thêm 1 năm thôi." "Không được," thần chết lắc đầu. "Vậy tôi đưa cho ngài 1 nửa, ngài cho tôi xin nửa năm được không?" Anh ta tiếp tục van xin. "Không được," thần chết vẫn không đồng ý. Anh ta vội nói: "Vậy tôi xin giao hết của cải cho ngài, ngài cho tôi 1 ngày thôi, được không?" "Không được," thần chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay. Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin thần chết lần cuối cùng: "Thế thì ngài cho tôi 1 phút để viết chút thư vậy." Lần này, thần chết gật đầu, anh run rẩy viết 1 dòng. "Xin hãy ghi nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi 1 ngày. Câu chuyện tìm người dấn thân. Ngày xưa, có một ông họa sĩ và ông muốn truyền nghề cho học trò của mình. Người học trò rất sung sướng nhận lời thầy. Ông nói: "Con hãy vẽ 1 bức tranh đẹp nhất mang đến đây." Người học trò mang tác phẩm của mình đến và nói: "Đây là bức tranh tâm huyết nhất của con. Con hãy mang bức tranh này đến, treo ở trung tâm thành phố và ghi rõ. Nếu ai tìm được điểm sai thì hãy đánh dấu chì giúp tôi." 1 tuần sau: "Thầy ơi, bức tranh của con có cả 1.000 người đánh dấu." "Con hãy vẽ lại 1 bức tranh giống hệt như vậy, đặt lại chỗ cũ và ghi dòng chữ.
Nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi. Một tuần sau, thầy ơi lạ thật, sao không có ai sửa cho con cả? Bây giờ người thầy mới nói, dù con làm việc có giá trị đến đâu, nhưng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu, để chê bai việc của con làm. Nhưng để tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con à, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai giống vậy. Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình biết mới khó, lỗi người ta phanh tìm như tìm thóc trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Câu chuyện lấy đức độ người. Ở trong địa phương nọ, có một toán cướp hoành hành ngang ngược khiến người dân luôn sống trong sợ hãi lo lắng. Một hôm, vị thiền sư đang ngồi thiền trên chiếc đệm cói trong chùa thì một tên cướp đột nhiên đến. Tên cướp cầm con dao vừa sáng vừa sắc dí vào lưng của vị thiền sư và nói, lấy hết tiền trong tủ ra đây mau, bằng không thì ta sẽ lấy đi cái mạng già này của ông. Vị thiền sư chậm rãi nói, tiền ở trong ngăn kéo, trong tủ không còn tiền. Tên cướp nghe xong, dẫn vị thiền sư tới ngăn kéo và tủ kiểm tra tiền. Vị thiền sư lại nói, người hãy tự cầm lấy đi, nhưng hãy để lại một ít bởi vì gạo đã hết. Nếu người không để lại một ít, ngày mai ta sẽ phải nhịn đói đấy. Tên cướp cầm hết số tiền rồi đi ra cửa. Bất ngờ, vị thiền sư lại nói, lấy được đồ vật của người ta cũng phải nói một tiếng cảm ơn chứ. Tên cướp nói, cảm ơn. Hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua một sự tình nào như thế này, nên trong lòng có chút bối rối và dường như hắn bị mất đi chút ý thức nên ngây người ra một lát. Ngẫm nghĩ thế nào, tên cướp lại móc ra một ít tiền để lại vào ngăn kéo rồi đi. Ngày hôm sau, tên cướp này bị quan phủ bắt được. Dựa vào lời khai báo, sai dịch dẫn hắn đến chùa gặp vị thiền sư. Sai dịch hỏi vị thiền sư, xin hỏi ngài, hôm trước tên này đã đến đây cướp tiền của ngài phải không? Vị thiền sư điềm tĩnh trả lời, hắn không cướp đoạt tiền của ta, là chút tiền nhỏ ta cho hắn thôi. Nghe xong lời này, tên cướp ngơ ngác, cảm thấy thật khó hiểu. Vị thiền sư lại nói thêm, trước lúc rời đi, hắn cũng nói tiếng cảm ơn ta rồi. Tấm lòng khoan dung độ lượng của vị thiền sư khiến tên cướp cảm động. Hắn cắn chặt bờ môi, không nói một tiếng nào, chậm chạp bước theo đám sai nha. Tên cướp cuối cùng cũng bị phán đi tù mấy năm. Sau khi ra tù, hắn tìm đến vị thiền sư và nói, xin đội ơn đại ân đại đức của ngài, xin ngài nhận con làm đệ tử, con nguyện một đời hướng thiện, cải sửa chính mình. Vị thiền sư lúc đó không nhận ra tên cướp làm đệ tử, nhưng tên cướp một mực quỳ ở trước cửa chùa 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, vị thiền sư nhận ra hắn thành tâm thành ý nên đã thu nhận hắn. Tên cướp sau này cũng đã khuyên bảo rất nhiều người anh em trước đây của hắn quay đầu lại làm người lương thiện. Cuộc sống của dân chúng ở địa phương cũng được bình yên trở lại. Chỉ có từ bi khoan dung mới có thể cảm hóa được nhân tâm con người. Thay vì đẩy họ đến đường cùng, vị thiền sư đã dùng tấm lòng bao dung mà thay đổi được cả một cuộc đời, đem lại cuộc sống bình yên cho dân chúng. Nhà Phật có câu, khi Phật tính vừa xuất hiện sẽ làm chấn động 10 phương thế giới, so với vàng ròng còn sáng hơn. Trên đời này không có chuyện gì là lạc lối không thể quay đầu lại, cũng không có chuyện gì là sai lầm không thể sửa chữa. Chỉ cần trong người đó có lòng thiện lương, một khi Phật tính xuất ra thì nhất định sẽ có con đường để trở về. Sống ở đời, chỉ có thiện tâm mới có thể khiến người ta thay đổi, còn hận thù thì chỉ khiến lòng người ngày càng thêm xa cách mà thôi. Phật gia cho rằng con cái đến với cha mẹ ở kiếp này có 4 loại. 1 là đến để báo ơn, 2 là đến để đòi nợ, 3 là đến để trả nợ, 4 là đến để báo oán. Nếu không có duyên nợ thì không có gặp gỡ. Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng sống bình yên bên nhau trong một ngôi nhà nhỏ.
đời sống của họ khá giản tiện, chỉ có một mảnh đất để trồng trọt và chăn nuôi một số gia cầm. Nhưng đổi lại, họ có một cậu con trai rất khôn ngoan và thông minh. Đối với họ, con trai là tài sản quý giá nhất và họ dành cả tình thương cho con. Nhưng cậu bé lại có một thói quen kỳ lạ, đó là cậu cần ăn thịt vào tất cả bữa ăn. Nếu bữa ăn nào không có thịt, toàn thân cậu sẽ bị đau đến nỗi tưởng như có thể chết được. Vì đôi vợ chồng này cần mua thịt cho con trai, họ phải tiết kiệm tất cả các khoản chi tiêu khác. Cậu con trai dần lớn lên theo thời gian và giờ đây cậu đã ở độ tuổi 20, khỏe mạnh và hoạt bát. Đôi vợ chồng già hàng ngày vẫn phải mua thịt cho con, thậm chí còn mua nhiều hơn trước. Cho dù đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm cách chữa căn bệnh này cho cậu con trai, nhưng đôi vợ chồng già đã tốn công vô ích vì không ai chữa trị được căn bệnh này cả. Cuối cùng, họ đã phải bán mảnh đất và tất cả các vật dụng chỉ để đáp ứng nhu cầu ăn rất nhiều thịt của cậu con trai. Họ chỉ còn lại một tài sản duy nhất, đó là một con lừa. Đến một ngày, cậu con trai nói với cha mẹ: "Con bị nghiện ăn thịt trong rất nhiều năm rồi. Nếu bố mẹ để con ăn thịt con lừa, con hứa sẽ khỏi bệnh ngay lập tức. Nếu bố mẹ không cho con ăn thịt con lừa, sợ rằng con sẽ chết mất." Cặp vợ chồng già nghe vậy thì rất lo sợ. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với lời đề nghị của cậu con trai. Đối với họ, cuộc sống của con trai là quan trọng hơn tất cả và tất nhiên quan trọng hơn rất nhiều so với mạng sống của con lừa. Nếu thịt lừa không thể chữa khỏi căn bệnh cho cậu ấy thì cũng là đáng giá khi họ hy sinh tài sản cuối cùng cho con trai yêu dấu của họ. Đôi vợ chồng già gật đầu đồng ý, cậu con trai nói thêm: "Tuy vậy, con còn có thêm một yêu cầu nữa. Hai bố mẹ không được ăn bất cứ chút thịt nào của con lừa này. Con phải ăn tất cả con lừa. Nếu như bố mẹ cố tình ăn dù chỉ một miếng nhỏ thôi, bệnh của con cũng không thể chữa được." Vậy là như đã hứa, đôi vợ chồng già bước ra ngoài và làm thịt con lừa. Sau khi món thịt lừa đã được làm xong, đôi vợ chồng già nghĩ rằng số thịt này dành cho một người ăn là quá nhiều. Họ nghĩ rằng con trai họ sẽ ngán món thịt lừa nên quyết định ăn một cái chân của con lừa và để dành tất cả phần còn lại cho con trai. Khi cậu con trai ăn đến miếng thịt lừa cuối cùng, cậu cảm thấy rất mệt và ngay sau đó đã qua đời. Đôi vợ chồng già nghĩ rằng lý do là vì họ đã không giữ lời hứa, sẽ không ăn một miếng thịt lừa nào. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má họ. Cái chết của cậu con trai khiến họ đau khổ đến tột cùng. Những ngày tháng sau đó, họ cứ khóc mãi, day dứt, tiếc nuối vì họ đã không giữ lời hứa với cậu con trai. Họ cảm giác như cuộc sống đối với họ đã hoàn toàn kết thúc. Ngày nọ, có một nhà sư đi khất thực ngang qua nhà. Nhìn khuôn mặt buồn rầu của đôi vợ chồng già, nhà sư hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đôi vợ chồng kể lại cho nhà sư nghe toàn bộ câu chuyện buồn của họ. Nhà sư nghe xong mỉm cười và nói: "Hai thí chủ sai rồi. Thí chủ có biết được người đã ra đi ấy là con trai của thí chủ hay là chủ nợ của thí chủ ở kiếp trước không?" Cặp vợ chồng già nghe vậy cảm thấy rất bất ngờ và bị xúc phạm. Nhà sư nói tiếp: "Hai thí chủ nên cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng đã trả xong được món nợ từ kiếp trước và đã có thể thoát khỏi chủ nợ của mình. Nhưng có vẻ như khi thí chủ vẫn chưa trả hết nợ, thí chủ vẫn còn nợ họ, thế nào họ cũng quay lại đòi nốt số nợ còn lại." Khi nghe thấy rằng người con trai có thể sẽ quay về, đôi vợ chồng cảm thấy được an ủi và háo hức. Họ nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy người con yêu dấu của họ thêm một lần nữa. Vì vậy, họ hỏi nhà sư: "Chúng tôi nên làm gì bây giờ?" Nhà sư đáp: "Cậu ấy sẽ quay lại vào đêm nay, vì vậy hãy soạn giường của thí chủ như là thí chủ đang ngủ. Hai thí chủ hãy nấp ở đằng sau nhà, lắng nghe xem cậu ấy nói gì." Đôi vợ chồng già nghe theo lời của nhà sư và chuẩn bị giường ngủ
với hình người mặc quần áo như thể đó chính là họ đang ngủ. Họ mở cửa phòng rồi nấp vào sau lưng nhà sư. Vào lúc nửa đêm, một bóng đen tiến vào căn phòng. Khi bóng đen đó tiến lại gần, cặp vợ chồng cố gắng hết sức kiềm chế nỗi sợ hãi của mình để không hét lên. Bóng đen đó chính là con trai họ, nhưng diện mạo lại giống như một con quỷ với ánh mắt sắc nhọn. Con quỷ dắt theo một con lừa ba chân. Nó dừng lại và buộc con lừa vào cửa phòng ngủ với vẻ giận dữ. Sau đó, con quỷ bước vào phòng mà nó nghĩ là đôi vợ chồng già đang ngủ và nó hét lên trong cơn thịnh nộ. Tôi đã nói với ông bà không được ăn thịt con lừa đó, nhưng ông bà lại ăn. Nếu ông bà không ăn, ông bà đã trả xong món nợ, nhưng ông bà lại ăn mất một chân của con lừa. Vì vậy giờ đây tôi chỉ có một con lừa ba chân, điều này có gì tốt cho tôi không? Tôi không thể cưỡi nó hay bắt nó làm việc được, tất cả là lỗi của ông bà, giờ hãy trả lại tôi món nợ này. Con quỷ nói một lúc lâu rồi tháo dây buộc lừa rời đi. Cặp vợ chồng già sau đó vô cùng sợ hãi. Họ đã xin nhà sư giúp đỡ và họ sẵn sàng bán ngôi nhà này của họ để có thể trả nốt món nợ cho con quỷ. Nhà sư đồng ý làm một khóa siêu độ cho người thanh niên đó để hóa giải các ân oán của anh đối với đôi vợ chồng già. Nhà sư cũng cho biết không phải mọi khóa siêu độ đều thành công. Tuy nhiên, nhà sư vẫn giúp họ với hy vọng lòng thành của đôi vợ chồng già có thể con quỷ buông tha họ và trở về với thế giới của nó. Nhìn lại những gì đã xảy ra, đôi vợ chồng già cảm thấy thật may mắn khi hiểu ra được sự thật rằng người con trai mà họ vô cùng thương tiếc lại chính là chủ nợ đời trước. Đồng thời, họ cũng nhận ra bản chất của sự việc không hoàn toàn giống như những gì mà cặp mắt họ trông thấy. Trong giáo lý nhà Phật có dạy về luật nhân quả báo ứng hay nhân quả luân hồi là để chỉ các mối duyên nợ từ kiếp trước. Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ trong kiếp này là do bốn loại nghiệp duyên mang tới. Một là đến báo ơn, hai là đến báo oán, ba là đến trả nợ, bốn là đến đòi nợ. Ân oán nghiệp lực mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào những việc làm tốt xấu của cha mẹ kiếp trước và kiếp này. Vậy nên đừng bao giờ hỏi tại sao cha mẹ hiền lành mà sinh con nghịch ngợm phá phách, bố mẹ giàu sang sinh con phá gia chi tử. Tất cả là do nhân quả báo ứng. Kiếp trước giàu có được là nhờ làm việc bất chính, thì kiếp này tiền của ắt lụng bại, của thiên trả địa. Con cái chỉ là người dùng duyên nghiệp đó mà trả nghiệp cho bố mẹ mà thôi. Sinh con ra khó nhọc, nuôi nấng con còn khó nhọc hơn. Làm bậc cha mẹ hãy nên tích đức cho con cái, đừng vì tham lam mà làm điều ác để lấy nhà cao cửa rộng cho con. Cũng đừng vì ích kỷ, thù hằn cá nhân mà gây ác nghiệp. Có thể kiếp sau, quả báo mới tới, nhưng cũng có thể kiếp này đã tới ngay trong đời con. Nếu sinh con ra không được như ý muốn thì cũng đừng buồn giận. Chỉ là ta đang phải trả nghiệp cho kiếp trước hay cho những gì ta đã làm trong quá khứ mà thôi. Cuối cùng, dù là duyên nghiệp như thế nào trong kiếp trước thì trong đời này, cha mẹ hãy là những tấm gương sáng cho con cái về tu dưỡng đạo đức. Hơn nữa, cần có trách nhiệm giáo huấn con cái về phương diện này. Tu nhân tích đức chỉ có như vậy mới mong sớm trả hết mối nghiệp duyên này. Chúng ta trong vô lượng kiếp đều vì phiền não, tham sân si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền muộn, tu theo Phật Pháp, xuất ly lục đạo thì cứ ở trong sinh tử thanh trần nhau, đòi nợ nhau mãi. Cảnh oan oan tương báo này biết bao giờ mới dứt. Thân khoa trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an. Ông hành sự rất nghiêm cẩn, không mảy may cẩu thả sơ sót. Mấy lần phá trọng án, ông đều lập được công lớn, nhưng sự nghiệp thành đạt lấy lần bao nhiêu cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông. Bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút, đầy dẫy, không ngừng hành hạ ông. Ông Thân có hai con trai,
Đứa đầu không uống rượu thì thôi, hễ uống vào là đánh người, quậy ầm náo trong nhà đến gà đến chó cũng chẳng yên. Còn cậu Út thì luôn vòi vĩnh tiền cha mẹ, lắm lúc xin đến 1-2 vạn. Số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ, mà hễ đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ đi đánh tiếp. Nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ông Thân trong lòng khổ hết chỗ nói, sống không bằng chết. Để nội tâm được an ủi, hai vợ chồng họ xin nhận nuôi một đứa con gái, hy vọng về già có được chút ấm lòng. Hai người nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu, cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế. Những báo ứng thiện ác quả thật như theo bóng với hình. Chính những hạt giống oan nghiệp trong quá khứ họ đã gieo, giờ đây đang đơm hoa kết trái, đem đến thống khổ khôn tả. Vào thời cổ đại, ở một tiền kiếp của họ, có một người nghèo rất mồng tơi, bơ vơ không chỗ nương tựa, bị bệnh nằm ven đường rên rỉ không ai giúp đỡ, xem như chỉ có nước chờ chết. Bỗng có một phụ nữ đi ngang qua, thấy cảnh người nghèo này, liền khởi tâm xót thương, bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình. Người nghèo này sau khi vay được tiền cảm động hết mức mà thề rằng: "Sau này khi được giàu có, nhất định tôi sẽ hoàn trả hậu hĩnh lại cho ân nhân và tận sức báo đáp ân cứu mạng." Nhờ số tiền này làm vốn mưu sinh nên người nghèo nọ đã vượt qua cơn khó khăn. Y cưới vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân nhân kia. Còn vị nữ ân nhân nọ do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà bị gia đình trách móc hoài nghi đủ điều, suốt đời sống trong buồn rầu khốn khổ. Nữ ân nhân đời đó nay chính là cậu trai Út nhà ông. Còn gã nghèo sau khi giàu có rồi, có một ngày nọ hắn ta cùng vợ đi ra ngoài mua đồ. Vừa đi tới bờ sông thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước. Hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu mà còn đứng trơ mắt ngó, mặc cho lão già chết chìm. Sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão về làm của riêng. Lão già chết chìm thuở xưa nay chính là cậu con trai trưởng nhà họ. Hai vợ chồng gã nghèo thời ấy, đời này chính là hai vợ chồng họ thân. Trong quá khứ họ đã vay nợ, đoạt của, nên đời này họ phải đền gấp bội. Hai cậu con trai chính là oan gia đến đòi nợ. Lão Thân sau khi biết được nguyên nhân tiền kiếp thì kinh hoảng vạn phần, liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối, bước vào con đường tu hành theo Phật Pháp. Hy vọng Phật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái để họ có thể sống an ổn trong tuổi già. Chúng ta đã hiểu rõ nhân quả thì không nên hành động cẩu thả, phải luôn cảnh tỉnh mình, giờ giờ khắc khắc, sống thuần khiết, trong sạch, không ỷ vào may rủi. Bởi nhân quả báo ứng không mảy may sai chạy.